Thưa quý vị, chiều ngày 21 tháng 12, Tòa án Nhân dân TP Hà Nội tiếp tục phiên sơ thẩm xét xử các bị cáo trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC và một số đơn vị liên quan. Sau khi đại diện Viện Kiểm sát công bố cáo trạng, cuối buổi chiều hội đồng xét xử tiến hành thẩm vấn đối với các bị cáo. Bản cáo trạng dài 64 trang được Viện Kiểm sát công bố tại tòa cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, người thành lập đế chế AIC, trong quá trình phát triển đã tham gia vào trúng thầu cung cấp thiết bị y tế, giáo dục khắp các địa phương. Để dễ dàng trúng 16 gói thầu thiết bị y tế tại Đồng Nai, bà Nhàn không tiếc tay chi tiền thao túng lãnh đạo tỉnh, sở, ngành và chủ đầu tư. 26 lần đưa hối lộ trong vòng 10 năm với hơn 43 tỷ đồng giữa bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn, cựu chủ tịch công ty AIC và cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai đều bằng tiền mặt diễn ra ngay tại trụ sở tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh. Lần bà Nhàn đưa hối lộ nhiều nhất lên đến 5 tỷ đồng. Trước khi phiên tòa diễn ra, ba cựu lãnh đạo tỉnh Đồng Nai trên đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ. Khi được xét hỏi tại phiên tòa chiều nay, bị cáo Trần Đình Thành, cựu bí thư tỉnh ủy Đồng Nai và Đinh Quốc Thái, cựu chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng thừa nhận hành vi nhận hối lộ của bản thân. Hội đồng xét xử thông báo đại diện nguyên đơn dân sự có yêu cầu bồi thường nhưng phía Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chưa yêu cầu cụ thể. Tại phiên tòa, phía ủy ban cho biết dựa trên kết quả của hội đồng thẩm định tài sản, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai có văn bản yêu cầu bồi thường 152 tỷ đồng, yêu cầu những cá nhân có liên quan đến vụ án bồi thường.